cái trục đường 9, 7, 15 ngay xã Thiện Nghiệp, nơi diễn ra sân bay Phan Thiết, anh chị, đủ thứ giá hết á, nhưng mà giá nó hợp lý, giá tốt cho nhà đầu tư thì Hiệp mới chấp nhận bán nha anh chị. Hello, xin chào tất cả các anh chị quay trở lại kênh của Hiệp. Trong cái video ngày hôm nay, Hiệp sẽ chia sẻ lại cái câu chuyện là tại sao mà ở một số miếng đất thì Hiệp từ chối bán, còn một số miếng đất thì Hiệp sẽ ưu tiên bán. Cái nào nó cũng có lý do của nó hết anh chị. Thì đầu tiên thì Hiệp xin chia sẻ là cái vị trí Hiệp đang đứng đây là ngay cái góc đường 715 và Trần Hữu Soàn. Đường Trần Hữu Soàn còn có tên gọi khác là đường Hồ Quang Cảnh á anh chị. Khoảng thời gian gần đây á, một số khán giả, một số anh chị hỏi là tại sao mà có một số miếng đất thấy người ta gửi mà Hiệp không có bán. Thì nói thật với anh chị chứ xây thì nó lâu lắm, mà còn đập thì nó nhanh. Để xây dựng một cái hình ảnh, để xây dựng một cái thương hiệu, xây dựng một cái hệ giá trị cho công ty mình rất là khó, còn phá vỡ nó nhanh lắm anh chị. Nhưng mà Hiệp không chấp nhận cái chuyện là có một ít tiền hoa hồng mà mình đánh đổi cái uy tín, đánh đổi cái thương hiệu mình đã gầy công xây dựng nha anh chị. Cho nên là một số cái mảnh đất thì Hiệp nói thẳng trước luôn đầu video là nếu mà gửi Hiệp cái giá nó cao anh chị, một số khách hàng, một số người thì Hiệp cũng cảm ơn. Hiệp nhìn vào cái góc là sự tích cực. Anh chị nói là Hiệp bán hàng rất là tốt, Hiệp bán hàng nhanh, Hiệp có lượng khách hàng đông, cho nên là muốn gửi cho Hiệp để được cái giá cao hơn giá thị trường. Thì cái này nó đúng có chút xíu thôi anh chị. Có thể là Hiệp có lượng khách hàng đông thật, Hiệp bán nhanh thật, nhưng mà phải nó từ đâu anh chị? Nó từ cái việc mang lại giá trị cho người khác, chứ không phải là bán nhanh bằng cách là Hiệp có một cái phép thần thông nào đó để mà nói kiểu gì khách hàng cũng nghe nha anh chị. Không có, Hiệp không có bất kể một cái kỹ thuật hoặc là phép thần thông hay cái gì trong câu chuyện này hết trơn á, mà Hiệp có cái sự tử tế, Hiệp có cái sự minh bạch. Làm ai cũng muốn được vậy anh chị, nhưng mà phải chấp nhận thôi, phải chấp nhận. Ví dụ bán một cái lô đất nó tử tế thì anh chị chỉ ăn được có nhiêu đó tiền thôi, anh chị có nhiêu đó tiền thôi, nhưng mà cả hệ thống công ty làm nó phải mệt mỏi, nó phải chi tiết, nó phải tốn công sức, thời gian và cả tiền bạc nữa, mà mình cũng lấy được có nhiêu đó tiền. Còn nếu mà mình làm nó không có được đàng hoàng tử tế thì mình ít tốn công sức, ít tốn thời gian, mà tiền mình có thể là lấy được nhiều hơn. Ví dụ anh chị thuốc khách hàng, chị kê giá, chị làm giá, xào chẻ, móc nối các kiểu thì tiền nhiều anh chị, mà đâu phải làm nhiều, đâu phải phục vụ nhiều thứ đâu anh chị. Mình vô mình nói, mình đưa thông tin tào lao, nói chung là các cái kỹ thuật đó thì biết chứ, làm trong nghề nhiều năm mà, nói thẳng với anh chị biết sao biết. Nhưng quan trọng mình biết để mình né, chứ không phải mình biết để mình làm, biết để mà mình chỉ cho người khác né đi những cái vấn đề đó, gặp những cái dấu hiệu đó là những cái dấu hiệu rủi ro thì mình phải tránh đi. Cho nên là trong cái video của Hiệp, trong cái hệ thống cả rất nhiều video của Hiệp không phải là chỉ để chia sẻ các cái mảnh đất để đi bán anh chị. Hiệp còn chia sẻ kinh nghiệm, chia sẻ những kiến thức mà Hiệp có thể giúp được khách hàng rất là nhiều trong quá trình anh chị mua hàng. Và đó cũng là một phần anh chị, mình phải mang lại giá trị cho người khác, mang lại giá trị cho khách hàng. Ngoài việc giá trị về mặt tinh thần, về mặt kiến thức, còn có cả giá trị về mặt hiệu quả, về mặt đầu tư thì khách hàng mới ủng hộ chứ. Bây giờ anh chị mua đến đâu khách hàng tan nát đến đó thì làm sao người ta ủng hộ anh chị được. Bản thân mình muốn mua đất tốt giá rẻ thì người khác cũng vậy anh chị. Hiệp cũng muốn mua đất tốt giá rẻ, Hiệp cũng muốn giới thiệu đất tốt giá rẻ, thì Hiệp phải lựa chọn nhiều anh chị, tốn công nhiều lắm. Như người ta có cái thông tin đất, ta chỉ cần đăng lên thôi rồi anh chị mua, anh chị tự làm hết. Và vừa rồi Hiệp có một anh khách ở Hà Nội, anh nói là mua ở em á, thì anh vào đây anh gần như anh chơi với em thôi, chỉ việc đến giờ anh vào ký thôi, còn lại để đi chơi hết, không cần phải làm bất cứ một vấn đề gì, em sắp xếp từ A đến Z cụ thể chi tiết từng tí một cho khách hàng. Còn anh đi mua chỗ khác thì anh phải làm bê nguyên cái quy trình của em, anh đưa qua bên kia và anh chỉ từng người một họ làm cái gì, họ làm từng thứ một, phải phân công vậy, anh phải tham gia vào, anh coi như là vị trí của anh là em đang làm với một khách hàng mà phải đi làm từng tí một như vậy anh chị. Phải, đó là cái sự bất tiện rất là lớn cho các khách hàng, và Hiệp không muốn khách hàng của mình có những cái sự bất tiện đó. Mình muốn khách hàng thụ hưởng những cái giá trị tốt nhất. Vì ví dụ như là anh chị kiểm tra kiểm soát các cái mảnh đất thì Hiệp đã nhờ nhân viên, nhờ mọi thứ, cái mối quan hệ của mình đến khâu công chứng, làm sổ sách cho anh chị thì Hiệp làm hết trơn rồi. Anh chị đến đây đi mua đất coi như là đi kết hợp du lịch, đây là gọi là du lịch đầu tư hết anh chị. Thì thực ra Hiệp đã làm cái việc này khá là lâu rồi, thì đó mới là được cái sự phản hồi của thị trường thôi, phản hồi của khách hàng thôi anh chị.
chứ không phải là không không mà mình có được cái lượng khách yêu quý và ủng hộ nhiều đến như vậy. Mà bây giờ nếu mà mình đã xây dựng rất là nhiều công sức và thời gian vậy rồi, vì những cái miếng đất nó không đúng mà mình bán thì không được. Cho nên Hiệp xin phép một lần nữa, Hiệp xin phép được từ chối cái một số cái mảnh đất mà nó bị trục trặc về giá, trục trặc về giấy tờ sổ sách, trục trặc về các cái vấn đề pháp lý. Nói chung là có cái vấn đề gì nó không ổn, không tốt, gửi cho Hiệp cũng bằng không nha chị nha, thì phải bán được. Và một số anh chị gửi hàng thì anh chị Hiệp sẽ có cái bộ phận nhận hàng riêng, kiểm tra các cái thông số, rồi các bạn phải đi kiểm tra thực tế các cái nguồn hàng của các anh chị. Cho nên nếu anh chị cứ gửi hàng cho Hiệp thì anh chị cứ gửi thì sẽ có các bạn hỗ trợ cho các anh chị nha. Chứ bây giờ anh chị thấy Hiệp rất là nhiều công việc khác nhau, rất nhiều việc, hàng trăm cái đầu việc. Đâu phải là cái việc đi quay đất này không đâu anh chị, không phải là việc kiểm tra đất này không đâu anh chị, còn đủ thứ, kể chắc kể không hết đâu, kể cả ngày không hết đâu anh chị. Và một cái ngày làm việc của Hiệp khá là dài, từ sáng cho tới khuya, cho nên là Hiệp không đủ thời gian, một là đi test từng cái miếng đất một của anh chị, mà phải là nhân viên làm, Hiệp thuê nhân viên để họ làm điều đó mà anh chị. Cái điều thứ hai nữa là Hiệp không đủ thời gian để, dạo này không có thời gian để mà ngồi tám gẫu với anh chị đâu. Cho nên là hồi đó thì còn có thời gian, lâu lâu nói chuyện với anh chị được 5-10 phút, 15 phút. Còn bây giờ thời gian thực ra là một ngày làm việc ráng lắm, làm đến cả tối nhưng mà không kịp việc, thì cho nên cái thời gian để mà nói chuyện, để giao lưu với các anh chị thì nó đang còn bị hạn chế. Thực ra Hiệp thích lắm anh chị, Hiệp thích nói chuyện với anh chị để thấu hiểu lẫn nhau, và anh chị cũng yêu quý mình cho nên là muốn chia sẻ, muốn nói chuyện với mình, nhưng mà anh chị cũng thông cảm là như vậy. Rồi quay lại câu chuyện là lô đất mặt tiền đường 715. Thì bữa trước Hiệp có một cái mảnh đất cũng cách cái góc ngã ba 715 Trần Hữu Xoàng này nè, là có khoảng hơn 200m, gần 300m. Thì cái mảnh đất này có 800 mấy mét mà đòi Hiệp đến gần 8 tỷ anh chị. 800 mấy mét mà gọi được gần 8 tỷ, tức là 10 triệu một mét. Hiệp thấy cái khuôn đất cũng được, đương nhiên vẫn có hành lang bảo vệ đường nó ăn vô, sổ cũ nữa. Nhưng mà cái giá đó thì cao quá, nếu anh chị mà ưng quá thì có thể mua để ở, để xài được, chứ còn đầu tư chắc khó lắm, biết bao giờ mới tăng giá được. Cho nên là Hiệp không đưa lên kênh. Hiệp minh họa bởi vì cái miếng đất nó sát chỗ này, mà Hiệp cũng không muốn quay vô miếng đất của người ta để bất tiện nha. Quay lại câu chuyện là hôm nay Hiệp có một mảnh đất cũng cách cái ngã ba Trần Hữu Xoàng này chắc tầm cỡ chưa đến 100m. Hiệp sẽ chia sẻ với anh chị. Lô đất này là nó hai mặt tiền, mà hai mặt tiền, một mặt tiền trước và mặt tiền ở phía sau nha anh chị. Mặt tiền trước là đường 715 nè anh chị nè. Đó, đây đến miếng đất này nè, cách cái ngã ba này 50m. Đây là lô đất trước mặt anh chị đây. Cái mặt tiền giáp 715 này là bề ngang nó là khoảng gần 25m bề ngang, gần 25m ngang nha anh chị. Tổng diện tích nó là 2 sào, 2000m tròn luôn, tròn 2000m, nó có cột mốc hết rồi. Ôi bây giờ là chỗ này là tất đất tất vàng mà mấy triệu mét, phải cắm cọc, cắm ranh đồ đầy đủ bài bản chứ nó xảy ra sự cố thì mệt lắm. Nhưng là mọi người cắm ranh hết anh chị. Rồi từ cái hướng này nè, đi về ủy ban xã thì cũng gần lắm, về công an, về trường học gần xíu à. Anh chị có thể coi trên Google Maps cũng được, sẽ thấy rất là rõ. Và cái khu này là cái khu là thuộc dạng Thiện An và Thiện Sơn, là hai cái thôn ở xã Thiện Nghiệp là trung tâm nhất của cái khu vực này anh chị, và được ưa chuộng nhất về bất động sản, tại vì nó trung tâm được ưa chuộng thôi. Rồi quay lại là mảnh đất này, mặt tiền đây anh chị. Mặt tiền đường này thì ngon rồi, vị trí này thì ngon rồi, và ở sau sẽ giáp với lại vòng thành của người ta đó. Hết miếng đất này là đến một cái đường đất rồi giáp với vòng thành của người ta. Ở sau thì miếng đất cũng to lắm á, miếng đất của người ta to. Rồi diện tích này là 2 sào, giá bán 10 tỷ nha anh chị. Một sào là 5 tỷ, 2 sào là 10 tỷ. Đương nhiên là một sổ thôi cho nên không cắt lẻ ra được nha anh chị. Một số anh chị cứ hỏi là có cắt lẻ ra được hay không, thì hiếm cái trường hợp nào người ta bán lẻ lắm. Một cả trăm lô chưa chắc được lô bán lẻ. Thì đi vào trong sâu luôn cho anh chị xem, để chia sẻ vậy. Cái khúc này 10 tỷ là do cái vấn đề là cái miếng đất này là nó hơi tấp hậu một xíu xíu, tấp hậu một xíu xíu nha. Anh chị coi hình sổ là anh chị sẽ thấy là tấp hậu một xíu xíu, và sổ thể hiện đường 715 và đường phía sau rất là rõ, và Hiệp đi vào cho anh chị xem luôn. Ngoài cái việc là nó có mốc giới rõ ràng rồi thì cái nền đất nó bằng phẳng, thậm chí nó hơi cao nhẹ hơn so với cái đường chính ở ngoài luôn á. Cho anh chị không phải tốn công là làm nền làm gì hết trơn á, và đất thì sạch sẽ, không bị trục trặc. Cái đường phía sau thực ra là cái đường cũng bự lắm nha anh chị nha, đường đất nhưng mà nó cũng bự lắm á. Nói chung là những cái lô đất mà Hiệp chia sẻ ở cái khu vực sân bay này là nó, Hiệp không dám nói là nó đại diện cho toàn bộ, nhưng nó thuộc dạng là kiểu mẫu rồi anh chị, kiểu mẫu về giá, kiểu mẫu về khuôn đất đó nha anh chị, kiểu mẫu về nhiều thứ á. Đây cái đường này to lắm nha, đây nè, từ cái cột mốc này qua đây. Ồ, Hiệp chưa có coi cái chết là trên bản đồ địa chính là cái con đường này rộng bao nhiêu. Nhưng mà trong mắt thường nhìn, anh chị nhìn thấy nè,
cái phần này không hết 5-6 mét của người ta làm, nó rộng thênh thang nè anh chị. Rồi còn cộng thêm đến bên cái móc này, đường này to, đường phía sau to lắm nha anh chị, to vật vã luôn. Được, ok thì đi lên lại, nói chung là nó hiệu quả. Bên này có cái nhà vườn, nhà vườn đẹp, nhà mái ngói đẹp, rào dậu mọi thứ. Nếu miếng đất này nó không có hai cái vấn đề này thì 100% là không bao giờ có giá này. Vấn đề thứ nhất là hơi tấp hậu, Hiệp vẫn nói rõ. À, Hiệp không có thích giấu giếm đâu nha anh chị. Một số bạn thì nói chung là không phải là chê, nhưng mà cung cấp cái thông tin thì cũng này nọ thôi để có thể bán được nó hiệu quả hơn. Đương nhiên rồi anh chị, bây giờ mình không cung cấp thông tin nhiều khi khách hàng cũng lơ là rồi thì mua thôi. Mà sau này á, cái câu chuyện là mình làm ăn lâu dài chứ không phải là làm một vài tháng hay một vài năm rồi mình nghỉ rồi mình đi chỗ khác. Không có, Hiệp là dân ở Phan Thiết xưa giờ anh chị nhé. Và hiện tại cũng chưa có nhu cầu mà bỏ Phan Thiết để đi làm chỗ khác đâu. Cho nên nhiều anh em cũng gọi đi làm chỗ khác, nhưng mà Hiệp không nha. Hiệp đang thích làm cái khu vực của mình. Mình hiểu hơn về thị trường, hiểu về văn hóa, hiểu về con người, hiểu về nhiều thứ nha anh chị. Đó, nó có hai cái khuyết điểm. Khuyết điểm thứ nhất là Hiệp vừa mới chia sẻ. Khuyết điểm thứ hai đây anh chị. Đây, Hiệp chia sẻ luôn, không cần phải giấu giếm gì hết trơn. Và đất xào, đất mẫu, đất rộng và đất ven ven là bây giờ hầu hết là bị như vậy. Nhưng mà những cái mộ mới thì mình sợ. Mộ ở trong ngay cái ấy thì mình sợ. Còn đây, những cái mộ cũ á. Mà những cái vị trí đắc địa này chắc vài bữa ông bà có thể là sẽ được dời vào cái chỗ tập trung hơn để ông bà yên nghỉ. Đây có cái mộ ở trước đất nha anh chị. Cái mộ ở trước đất thì đây chính là những cái điều khiến cho miếng đất này nó giá trị nó thấp. Chứ còn bình thường ở ngay cái góc này là không có giá này đâu. Nó thật anh chị luôn. Đó thì trong các cái video của Hiệp thì Hiệp chia sẻ nó cặn kẽ, chi tiết. Đó là cái lý do anh chị, khách không đông đâu. Bây giờ mình chia sẻ nó thẳng quá, thật quá. Chỉ có những anh chị mà chấp nhận những cái điều đó mới mua. Chứ còn không, muốn bán được nhanh được nhiều mình phải giấu giếm bớt đi chứ. Muốn bán được nhiều anh chị à. Chứ bây giờ mình chia sẻ vậy thì một số anh chị sẽ ngại. Nhưng mà không nha, kệ, mình cứ chia sẻ thật thẳng thắn. Có làm sao thì phải phản ánh như vậy. Bởi vì hầu hết các anh chị ở xa, mua đất của Hiệp ở xa nhiều lắm. Mà bây giờ anh chị bay từ xa tới, mình cung cấp thiếu thông tin, cảm thấy khó chịu anh chị. Khó chịu, cần gì phải làm, phải giấu giếm gì chi. Đây, nhà ở đây mát ghê. Đây là bối cảnh xung quanh nha. Rồi, thông tin lô đất này nó như vậy thôi anh chị. Mặt tiền đường 715, sát bên góc ngã ba 715 và Trần Hữu Soàn, khoảng gần 25m bề ngang, gần 25m ngang nha anh chị. Tổng diện tích nó là 2 sào, 2000m tròn luôn, tròn 2000m, 10 tỷ nha anh chị. Một sào là 5 tỷ, hai sào là 10 tỷ. Thì sẽ tạm dừng video này ở đây. Cảm ơn anh chị đã xem. Bye bye anh chị. Chúc anh chị một ngày tốt lành và hiệu quả. Hẹn gặp lại ở video tiếp theo nha. Tạm biệt.